Cuộc chiến tranh chống lại những phiến quân thuộc tổ chức Hồi giáo IS tại Iraq đang bước vào giai đoạn gay cấn nhất trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đã đồng ý tham gia vào liên minh do Mỹ đứng đầu nhằm hỗ trợ Iraq đánh bại IS, và ngay tại quốc gia Trung Đông thì đã có nhiều phụ nữ đứng lên để chống lại những kẻ thù man rợ. Những phụ nữ này là thành viên mới nhất của đơn vị Peshmerga, người quốc, một đơn vị với toàn bộ là phụ nữ nhằm đấu tranh chống lại những tay súng Hồi giáo cực đoan tại Iraq. Nỗi sợ hãi biến mất một cách nhanh chóng khi bạn đến chiến trường. Đơn vị Peshmerga được thành lập từ năm 1996, và trong bối cảnh hiện nay, nhiều người cho biết họ đã quyết định tham gia chiến đấu để đẩy lùi sự trỗi dậy nhanh chóng của IS trên phạm vi cả nước. Tất cả đều nhận thức rõ về sự nguy hiểm đối với bản thân mình. Đó là nỗi sợ hãi xen lẫn với sự táo bạo, và sau đó ý chí bảo vệ đất nước đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Nhiều nữ quân nhân thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc khi xua đi được những quan niệm lỗi thời về các nữ chiến binh. Phụ nữ người quốc không chỉ là các bà nội trợ. Chúng tôi chiến đấu trên tiền tuyến để bảo vệ quê hương của chúng tôi, bảo vệ nhân quyền, quyền của phụ nữ và đẩy lùi phiến quân IS. Số lượng phụ nữ người quốc tham gia vào cuộc chiến chống IS đã tăng lên đều đặn trong những tháng gần đây, nhất là sau khi các tay súng cực đoan tàn sát người dân tộc thiểu số Yazidi. Tính đến nay, đơn vị Peshmerga đã có hơn 650 thành viên. Sau khi các tân binh được đào tạo, họ sẽ chiến đấu với IS dọc theo biên giới với Iran và một số địa điểm khác trong trận chiến đẫm máu nhất tại Iraq hiện nay.